Và tiếp theo với video này, Đỗ xin giới thiệu với các bạn những tác phẩm bonsai Yên Mai tại triển lãm sinh vật cảnh Bắc Ninh. Chúng ta cùng đến với một tác phẩm xanh. Đó là cây xanh song siêu của Đặng Công Tể, câu lạc bộ bonsai Yên Phong. Đấy, viết như cái danh thiếp này mới đàng hoàng và đọc rõ ràng, đó là ông Tể, họ Đặng. Một tác phẩm xanh song siêu. Tôi sẽ chia sẻ ngay tác phẩm này từ thân bệ đến tay tán để chúng ta thưởng thức. Tại sao lại có cái viên gạch vỡ ở đây? Chắc là họ kê đệm gì đó. Đây là phần thân bệ của xanh song siêu. Và lá cây xanh đã rất nhỏ. Tay bông đã hoàn thiện và phần mái rất là bay. Đây cũng là một tác phẩm là hoàn chỉnh, rất là tinh mịn và đẹp, đạt đến đỉnh cao. Xanh lão mai sinh quý tử. Ông Vinh à, đang xem mấy cây của Yên Mai đẹp ấy. Yên Phong. Vâng, câu lạc bộ Yên Mai, Yên Phong đẹp. Nhờ cái phông đằng sau công thiết kế hơi thấp, hơi thấp.
cho nên là cái phần ngọn nó không được phù họa, thì chính cái phần thân này rất đẹp, như cái khoảng 50-60 phần cây si này đẹp quá. Đường lửa chưa, qua đường lửa toàn này chưa? Chưa. Còn sáng mai mình làm cố gắng đến khoảng 10 giờ thì cháu nó lên đón ngay để về. Chúng ta cùng thưởng thức tác phẩm Xương Cá. Của ông Nguyễn Hữu Sáu, thị trấn Chờ, Yên Phong. Và đây là cây sộp, một cây sộp mà có bệ rễ thân côn như thế này, như là hình tháp luôn. Đây là tác phẩm của ông Đặng Công Tể, Tiên Phong, câu lạc bộ bonsai Yên Phong, Bắc Ninh. Đây là cây si trực khoảnh của Hoàng Thanh Tùng, Bắc Ninh.
Và chúng ta cùng thưởng thức những tác phẩm bonsai của Hoàng Thanh Tùng. Thành phố Bắc Ninh. Đây là tác phẩm Si Trực Hoạch. Cây mai chiếu thủy. Những tác phẩm mai chiếu thủy rất là đẹp, với những cái bộ bệ côn bồ như thế này. Chủ nhân cũng là ông Hoàng Thanh Tùng, Bắc Ninh. Đây là tác phẩm Si. Một tác phẩm Si Búp Đỏ. Đây là một cây si dáng huyền của Ngô Mạnh Hiệp, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội. Tôi xin chào anh Đỗ Lân. Tôi họ đọc cả họ thế để chứng tỏ là trí nhớ của tôi không nhầm. Xin chào anh nhé. Vâng. Tôi đang làm cái nốt cái cây si để sau anh em mình ngồi nói chuyện. Đây là cây si dáng huyền của một anh ở Bát Tràng mang lên để triển lãm. Cây si búp đỏ, đúng những cái lộc đỏ rất đẹp. Đó là anh Ngô Mạnh Hiệp. Vâng, tuyệt vời. Vâng, quá đẹp bác ạ. Ngô Mạnh Hiệp. Đẹp quá, cây si. Cũng là một trong những cái tác phẩm mà đạt đỉnh cao của giá trị nghệ thuật bonsai, cây tầm trung. Đây mới là cây nghệ thuật. Cây này mới là cây nghệ thuật anh. Vâng. Cây này mới là cây nghệ thuật. Đẹp quá. Tôi chả ước cái gì, chỉ ước là nhà mình có những cái tác phẩm chỉ cần một cây như thế này thôi, tôi cũng đã thấy quá sướng rồi. Mà lại là si búp đỏ. Những lá lộc mới ra màu phơn phớt hồng cứ như là những bông hoa. Chúng ta sang phía bên kia một lần nữa để ngắm lại cái cây tác phẩm si như thế này.
trước hết là phần bệ của cái phía ngược lại cũng rất là cổ quái như thế này. Sau đó đến cái phần thân lao xuống để tạo cái dáng huyền, và lại chuyển tiếp sang phía bên trái của chậu theo hướng đổ xuống. Thật là tuyệt vời. Với cây si này tôi xin kết thúc video này tại đây để chúng ta chuyển sang những video tiếp theo.